Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Sức khỏe và đời sống của VNTV ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay sự trở lại của bác sĩ Lưu Quốc Bảo. Dạ. Bên anh chào bác sĩ Bảo. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chào chị. Vâng, thưa quý vị, bác sĩ Lưu Quốc Bảo là bác sĩ chuyên khoa về bệnh phổi, và trong những ngày tháng vừa qua thì bác sĩ đã chia sẻ với chúng ta qua những cái đề tài rất là hữu ích trong đời sống của chúng ta, đó là những cái bệnh liên quan tới phổi. Và ngày hôm nay cũng tiếp tục như vậy, thì bác sĩ Bảo sẽ trình bày với chúng ta về ba cái bệnh cũng liên quan tới phổi, phải không bác sĩ? Đó là bệnh về bệnh suyễn là asthma, thứ hai là bệnh viêm phổi đó là pneumonia, và thứ ba là bệnh viêm cuống họng tức là bronchitis. Thì thưa quý vị, sau đây thì bác sĩ Bảo sẽ trình bày chúng ta sự khác biệt của ba cái bệnh này như thế nào, cũng như là những cái triệu chứng như thế nào và cách điều trị như thế nào. Chào chị, chào quý vị. Thì trong bệnh phổi thì những cái bệnh mình sắp tới muốn trình bày với quý vị thì rất là nhiều. Nhiều người bị lắm. Cái thứ nhất là asthma là bệnh suyễn. Bệnh suyễn thì thường thường có thể bất cứ lúc nào mình cũng sẽ bị bệnh, nghĩa là từ nhỏ cho tới lớn. Nhưng mà phần đông thì những người bệnh nhân mà bị suyễn thì người ta phát bệnh từ lúc rất là còn bé. Và một phần lớn thì những người đó cỡ chừng 70-80% những người mà bị suyễn từ lúc nhỏ đó, khi mà lớn lên cỡ khi mà qua khỏi trường trung học hoặc bắt đầu vô đại học thì thường thường phần đông các em nó bị bệnh nó giảm bớt đi. Thì một phần đông cái bệnh suyễn thì rất là ít người có bị nặng, nhưng mà thường hay bị kinh niên, nghĩa là lúc lên rồi lúc xuống rồi lúc phát bệnh rồi lúc giảm bệnh. Thì thường thường á, những cái khi mình những cái cơn suyễn nó nổi lên là tại vì khi người ta có nhiều trường hợp về, ví dụ như bị nhiễm trùng, có khi bị mình thở vào những cái antigen, kháng nguyên, là tiếng Việt nói vậy, thì khi làm cho nó nổi lên cái bệnh lên. Khi bệnh suyễn á, mà nổi cơn bệnh lên á, thì cái khí quản của mình, cái khí quản của mình nó bị co thắt, nghĩa là bronchoconstriction là tiếng Mỹ, tiếng Việt gọi là co thắt lại. Thì nó co thắt lại là tại vì nó bị viêm. Thì như vậy làm cho mình thở khò khè. Khi mình thở thì mình khó thở, khó thở. Rồi mình thở mình có nghe cái tiếng nó gọi là wheeze, khò khè. Mình phải nhiều khi nó bất thình lình nó bị liền, cho nên là các em phụ huynh mà có em bị suyễn thì phải cứ cấp liền, nghĩa là phải cho thuốc để cho mình nở cái khí quản ra, và cái khi mình thở nó nhẹ nhàng trở lại. Cái đặc biệt cái bệnh suyễn là không phải là bị nhiễm trùng. Nó bị kinh niên như vậy, nhưng mà khi mình bị nhiễm trùng rồi đó thì cái asthma mình cái bệnh suyễn nó lên cơn. Còn cái đó là khác với những cái bệnh mình nói tới á, là cái bệnh thứ hai mình nói tới là bệnh viêm phổi. Bệnh viêm phổi đó thì là mình bị nhiễm trùng. Phần đông mình có thể là bị vi khuẩn mà cũng có thể là bị vi trùng. Vi khuẩn thì thường thường không cần phải thường thường khi mình bị vi khuẩn thì nó nhẹ hơn, và nhiều khi không cần phải cho thuốc gì hết. Nhiều khi một vài ngày hoặc là một tuần hai tuần đó thì mình từ từ mình bớt bệnh. Mà khi mình bị vi trùng đó, mà bị nhiễm trùng, bị vi trùng á, thì nó nặng hơn. Và cái quan trọng á, là khi mình bị viêm phổi á, là mình hay bị sốt. Cái đó là quan trọng nhất. Mình sốt, mình ho nhiều, và ho thì ra đàm. Đàm nhiều khi có màu đậm hơn là màu vàng hoặc màu xanh lá cây. Nhiều khi lại ra máu. Khi mà ra máu thì là có thể là nó có nhiều cái complication khác, là mình phải tìm hỏi thêm. Phần đông cái bệnh viêm phổi là vì con vi trùng Streptococcus pneumoniae. Thì cái con vi trùng này thì
càng ngày nó càng biến đổi, và phần đông thì cái thuốc trụ sinh mình cho uống á, thì nó đã sẽ diệt được cái con vi trùng này. Mà nhiều khi có nhiều trường hợp là con vi trùng nó bị nó kháng được, nó chống được cái thuốc antibiotic của mình, thì mình phải cho thuốc khác hoặc là nhiều khi nặng hơn. Cái bệnh viêm phổi đó nó có khi nhẹ có khi nặng. Khi mà mình khỏe mạnh, không có bị bệnh gì khác, mình không có bị kinh niên khác, không có bị phổi kinh niên, không bị bệnh tim kinh niên, không bị tiểu đường, không bị gì khác hết đó, thì phần đông người bệnh nhân bị bệnh viêm phổi người ta qua được, cho uống thuốc trụ sinh qua được. Nhưng mà cái mà quan trọng là người lớn tuổi, người già, khi mà nhiều bị bệnh nặng hơn hoặc bị nhiều bệnh khác, nhiều kinh niên hơn thì người ta bị viêm phổi thì rất là nhiều khi rất là trầm trọng, nhiều khi phải vô bệnh viện, phải cho thuốc trụ sinh vào trong tĩnh mạch, và nhiều khi phải nặng đến nỗi phải vô phòng cấp cứu đặc biệt, sát sắc đặc biệt là intensive care unit nữa. Đó là viêm phổi. Cái điều quan trọng nhất là khi mình lớn tuổi, kể chừng 65 tuổi, hoặc là nếu như mình bị nhiều cái bệnh kinh niên như mình vừa nói đó, thì mình phải đi bác sĩ để mình chích vaccine cho cái bệnh, cho chống lại cái con Streptococcus đó. Mặc dù cái vaccine nó không có thể hoàn toàn ngừa mình bị viêm phổi hoàn toàn, nhưng mà khi mình chích vaccine rồi đó, thì khi mình có bị bệnh phổi đi nữa, bệnh viêm phổi đi nữa, thì bệnh nó sẽ không nặng bằng là khi mình không có chích thuốc. Cho nên người nếu như mà mình bệnh suyễn hoặc bệnh bị tất cả những cái bệnh về phổi mà kinh niên á, thì người ta sẽ khuyên nên chích vaccine. Và người lớn tuổi 65 tuổi trở lên thì nên đi khám bác sĩ để mà người ta chích ngừa. Đặc biệt là chúng ta mà thường thường vào tháng 10 hàng năm á, thì bác sĩ hay khuyên những người cao niên chích bệnh cúm, chích ngừa bệnh cúm. Bác sĩ có nghĩ là khi mà bệnh cúm á, thì khi mà cúm nặng quá thì cũng có đưa qua bệnh viêm phổi không bác sĩ? Thì khi mình bệnh cúm á, thì là mình bị flu, nhiễm trùng con vi khuẩn. Con vi khuẩn nó gọi là influenza. Nhưng mà con vi khuẩn nó thường thường á, nó không, mình bị bệnh nó không bị một con vi khuẩn không. Khi mình khỏe mạnh, không có bệnh gì khác, thì thường thường con vi khuẩn mình bị cúm một tuần hai tuần mình hết. Nhưng mà người lớn tuổi hoặc còn những bệnh khác đó, thì khi mình bị flu rồi, bị cúm rồi thì mình lại dễ bị nhiễm trùng những con vi trùng khác nữa. Khi mà mình bị flu đó thì thường thường là mình bị về phổi, người ta hay bị viêm phổi về tại vì con vi trùng khác thường thường là con Streptococcus aureus, thì cái đó là nặng hơn nữa. Cho nên khi mình bị cúm mình nên đi khám bác sĩ. Nếu như mà mình không có qua khỏi cúm một vài ngày mình không qua thì mình nên đi khám bác sĩ để làm chi, để mình người ta chụp hình x-ray phổi để coi thử ngoài cái cúm ra nó có bị viêm phổi hay không. Và cho bây giờ mình đã có thuốc cho bệnh cúm rồi, cho nên bác sĩ sẽ cho thuốc cho bệnh cúm. Mà nếu như thấy có thể là bị nhiễm trùng về con vi trùng khác nữa đó, thì người ta cho cả hai nữa, là cả thuốc về cúm và cả kháng trụ sinh về cho bệnh viêm phổi nữa. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bác sĩ Bảo vừa mới trình bày chúng ta sự khác biệt giữa bệnh asthma tức là bệnh suyễn và bệnh pneumonia tức là bệnh viêm phổi mà chúng ta thấy là bị rất là thường, đặc biệt vào mùa đông hả bác sĩ? Bác sĩ nói là cái bệnh pneumonia này là cái, nó có phải là bệnh mãn tính không bác sĩ, hay là cấp tính? Pneumonia là chỉ cấp tính thôi, nghĩa là khi mình qua khỏi cái nó lành là mình sẽ không bị nữa. Nếu như mình không có nếu như mình cái chất kháng thể của mình nó yếu đó, thì có thể là mình bị một lần rồi một năm sau bị lại hoặc vài tháng sau bị lại,
Nếu như mà mình bị viêm phổi trong một năm 2-3 lần đó thì mình nên đi khám bác sĩ để người ta khám lại để coi thử cái chất kháng thể của mình nó có yếu cái chỗ nào không. Nó gọi là immunodeficiency, nghĩa là có một số người có thể là bị bệnh sinh ra nó bị như vậy rồi, genetic, hoặc là bị nhiễm trùng cái gì khác đó là làm cho nó giảm cái kháng thể của mình đi, thì cái đó rất là quan trọng, mình phải bác sĩ phải khám để tìm được có thể là nếu như mình bị viêm phổi cứ bị hoài thì người ta phải tìm lại tại sao. Và thưa quý vị, và tiếp theo là bệnh cũng về phổi, đó là bệnh bronchitis, tiếng Việt bác sĩ bảo dịch là viêm cuống họng phế quản, phải không bác sĩ? Thì cái khí quản của mình đó là một cái ống lớn ở phía trước ngực mình như vậy, rồi xong nó vô trong ngực rồi nó chia ra làm những cái ống nhỏ hơn. Thì theo từ ngữ y khoa thì cái khí quản là cái trachea, là cái ống lớn, và những cái ống nhỏ phía sau là gọi là phế quản. Thì mình có thể bị viêm từ trên này cho xuống tới này luôn. Ở trên đó thì người ta gọi là tracheitis, còn phía dưới người ta gọi là bronchitis, là thường thường là phế quản, mà dưới nhỏ nữa là bronchiolitis. Thì một rất là phần đông những người bị viêm cuống họng hoặc là khí quản đó là thường thường là bị con vi trùng, con vi khuẩn virus, cỡ 80-90% là như vậy. Nhưng mà và thường là mình bị mùa đông như chị nói thì mình bị cold, là mình bị cảm. Bình thường đó thì con vi khuẩn cảm nó sẽ có thể nó nhập vô trong người, nó nhập từ trên mũi xuống cuống họng xuống tới dưới này luôn, thì nó có thể là bị viêm cả nguyên cả các bộ phận hô hấp của mình luôn. Thì một phần đông 80-90% á, thì mình bình thường mình khỏe mạnh á, thì một tuần hai tuần tự mình nhiên sẽ tự nhiên hết. Nhưng mà có một số thì nó lại là có thể là tại vì mình chất kháng thể của mình nó yếu cho nên nó kéo dài hơn, hoặc là mình bị nhiễm trùng con vi trùng nữa, là mình gọi là bacterial bronchitis. Cái khác biệt á là khó lắm, khó mà tìm ra được, nhưng mà cái khác biệt á là có thể mình bệnh nặng hơn, mình ho nhiều hơn, mình ra đờm nhiều hơn, khó thở hơn. Thì khi đó ví dụ như chị bị viêm khí quản 2 tuần rồi mà chưa hết á, thì đi bác sĩ người ta lúc đó người ta sẽ cho thuốc trụ sinh. Cái viêm cuống họng hoặc viêm phế quản nó có hai loại gọi cấp tính, là nãy giờ mình vừa mới nói là khi mình bệnh xong là mình cho thuốc xong là hết. Nhưng mà có một phần ít bệnh nhân nữa thì bị mãn tính, nghĩa là bị kinh niên luôn, là tại vì thường á những người đó là tại vì hút thuốc lá, hoặc là người ta là đi làm, hoặc là bị hút những cái khí độc hoặc là những cái chất gì trong phổi đó làm cho hư hại cái khí quản đi á, thì người ta hay bị mãn tính. Mà hay gọi tắt là COPD phải không? Dạ, thường mới gọi tắt là COPD. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, cái bệnh COPD này cũng rất là nguy hiểm và cũng có thể là khi mà lâu ngày rồi cũng có thể đưa đến tử vong, hay bác sĩ ha? Dạ vâng. Thật sự người nhà của Vân Anh, ông cụ là mất vì cái bệnh COPD này. Dạ vâng. Bác sĩ, như vậy thì chúng ta có cách nào để tránh ba cái bệnh này không bác sĩ? Dạ, thì cách ngừa bệnh thì rất là không có hoàn hảo. Hoàn hảo, tốt nhất á, thì nói về bệnh suyễn thì mình không cách gì mình tránh được, nghĩa là bệnh nó nhiều phần đông là bị bẩm sinh, nghĩa là mình cái genetic khi mình sinh ra mình bị bệnh suyễn thì sẽ bệnh suyễn, chứ không cách gì mình ngừa được. Nhưng mà khi mình bị bệnh suyễn rồi á, cách mình ngừa cái mà mình hay bị phát bệnh ra thì mình phải đi khám bác sĩ đường thường xuyên, người cho uống thuốc á, thì hoặc là xài thuốc vào khí quản đó. Nó có hai loại thuốc gọi là maintenance hoặc là rescue. Cái quan trọng là phải xài cái thuốc maintenance rất là đều đặn. Đó là bệnh suyễn. Còn bệnh viêm phổi á, thì người có thuốc ngừa vaccine nhưng mà nó không có hoàn hảo. Nhưng mà mặc dù nó không hoàn hảo nhưng mình muốn là
quý vị nếu như mà có bệnh đó thì nên đi bác sĩ để người ta chích ngừa, để khi mà mặc dù mình chích ngừa nó không hoàn hảo nhưng mà khi bị bệnh nó không bị nặng. Còn bệnh mà viêm khuôn họng mà mãn tính là chronic bronchitis đó, là hoặc là COPD đó, thì cách tốt nhất là mình không nên hút thuốc lá. Và cái quan trọng nữa là tại vì sắp tới mùa thu rồi đó, thì điều quan trọng để ngừa bệnh đó là tất cả mọi người, người ta đổi cái recommendation rồi, là thường thường mấy năm trước là người ta nói là chỉ có bệnh thì mình nên chích thuốc ngừa cúm thôi, nhưng bây giờ người ta đổi rồi, nghĩa là tất cả mọi người nên đi chích thuốc flu vaccine. Tất cả mọi người nên đi chích ngừa bệnh cúm nha quý vị. Lúc trước thì chúng ta nghĩ là những cái quý vị cao niên hoặc là những trẻ em hoặc là những người bệnh, nhưng mà bây giờ bác sĩ bảo nói là tất cả chúng ta cần phải đi ngừa chích ngừa. Mà cái thời điểm mà chích ngừa là tốt nhất là lúc nào bác sĩ? Khi có thuốc rồi là mình nên đi chích liền, không cần phải đợi. Cái mà tại sao người ta đổi cái recommendation đó ra là tại như thế này, rất là dễ hiểu thôi. Nếu trong gia đình mình mà có người lớn tuổi, có người bệnh kinh niên, mà khi người ta bị cúm đó là rất là sẽ là nặng. Nếu như cả nhà đi chích ngừa rồi đó, thì không có ai trong nhà bị bệnh hết đó, thì cái cơ hội để cho cái người lớn tuổi nó bị bệnh cúm đó rất là giảm đi. Tại như vậy người ta mới cho là mới recommend là tất cả mọi người nên đi chích. Vâng, rất là hay thưa quý vị. Và vừa rồi là quý vị vừa theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Lưu Quốc Bảo, bác sĩ chuyên khoa về bệnh phổi. Đề tài ngày hôm nay là sự khác biệt giữa ba bệnh liên quan đến phổi, đó là suyễn, asthma, viêm phổi, pneumonia và viêm cuống họng, viêm phế quản, đó là bronchitis. Và bác sĩ cũng nói rằng hút thuốc cũng là một trong những lý do đưa đến ba bệnh này, phải không quý vị? Lần trước quý vị còn nhớ không, bác sĩ thưa chuyện với quý vị là cái lý do cao nhất để mà chúng ta, những người bị ung thư phổi, đó là hút thuốc. Cho nên nói tóm lại, không hút thuốc. Rồi quý vị, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và một lần nữa, chương trình Sức khỏe và đời sống với các vị bác sĩ chuyên khoa, đặc biệt là với bác sĩ Lưu Quốc Bảo, sẽ trở lại với quý vị thường xuyên. Cho nên quý vị có tất cả những cái topic nào mà quý vị muốn bác sĩ Bảo chia sẻ, xin hãy email cho chúng tôi qua địa chỉ email là info@vietnewstv.com. Cảm ơn quý vị và xin thân ái chào tạm biệt. Chào quý vị.